Quý vị nghĩ sao nếu có thể khám phá vẻ đẹp của những dãy núi, những cánh đồng Việt Nam từ trên cao? Xin thưa là các bạn hoàn toàn có thể tham gia một môn thể thao tạo cảm giác mạnh có tên gọi là dù lượn. Dù mới ra đời hơn chục năm nay, thế nhưng số người tham gia môn thể thao này đã tăng nhanh chóng. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự tại giải dù lượn Việt Nam mở rộng vừa khai mạc sáng nay tại Hà Nội. Cô gái trẻ này là 166 vận động viên tham gia giải dù lượn Việt Nam mở rộng 2017 diễn ra vào sáng nay. Dù đến với dù lượn là do duyên, thế nhưng hứng thú mà cô nhận lại được từ môn thể thao này lại vô cùng lớn. Có một khoảng thời gian em bị stress vào công việc vì một chút vấp váp trong cái cuộc sống cá nhân của em, thì em đến với dù lượn là vì những cái lý do đấy, và nó mang đến cho em rất là nhiều thứ. Ví dụ như mình sau công việc mệt mỏi mình có thể đi và giải tỏa nó. Giải thưởng dù lượn Việt Nam mở rộng được tổ chức từ năm 2012, nhưng đến năm 2014 thì tạm ngưng vì những khó khăn kỹ thuật như là cấp phép, bến đỗ. Tuy nhiên, với sự gia tăng nhanh chóng của số người chơi, giải thưởng đã được tái khởi động trở lại. Cái phong trào hiện nay đang phát triển rất tốt ở Việt Nam. Qua hai lần trước tổ chức thì có rất nhiều phi công nước ngoài đến, những phi công có trình độ rất tốt từ Anh, từ các nước châu Âu. Thì các vận động viên Việt Nam học tập được rất nhiều. Sau hơn 10 năm phát triển, từ chỗ chỉ có vài chục người tham gia, đến nay cả nước đã có trên 200 vận động viên dù lượn được hình thành theo các nhóm, các câu lạc bộ trên các tỉnh thành. Cùng với việc tái khởi động lại giải thưởng, ban tổ chức hy vọng dù lượn sẽ có thêm cơ hội để tham gia làng thể thao như là một môn thể thao chính thức. Trong môn dù lượn là có thể tôi bay được đường dài, có thể bay tới hàng trăm km, nhưng mà cái cấp phép hiện nay là chỉ bay trong một cái khu vực nhất định thôi, và việc bay xa là tương đối là hạn chế. Dù lượn với Việt Nam khá phát triển, hiện nay các bạn khá nhiệt tình, trẻ tuổi, tuy nhiên trình độ bay ở mức trung bình khá. Ngoài ra hạ tầng cơ sở điểm bay, điểm cất cánh còn ít, nếu thêm đầu tư, tôi tin dù lượn của Việt Nam sẽ cất cánh trong thời gian tới. Dự kiến chỉ còn khoảng vài tháng nữa, Việt Nam sẽ tham gia ASEAN Games 2018 tại Indonesia. Ngoài ra, Olympic 2020 cũng sẽ tạo cơ hội để các vận động viên dù lượn Việt Nam được tiếp xúc với môi trường thi đấu chuyên nghiệp. Thêm vào đó, việc phát triển dù lượn ở Việt Nam vẫn sẽ là cơ hội cho du lịch khi mà các chuyên gia đánh giá địa hình 3/4 là núi của Việt Nam khá phù hợp để phát triển môn thể thao này.